ngờ là mấy cái quán xe tăng ngày hôm qua bọn nó lại nâng cấp nhanh như vậy đấy. Ngày hôm nay bọn nó đã trở thành xe tăng bọc thép 9 sao rồi. Thấy mấy cái quả súng của mình 9 sao, thế là cũng bắt chước theo. Thế là bây giờ mấy cái quả súng của mình kết hợp vào thành 10 hay là 20 sao cũng không thể bắn lổ mấy cái chiếc xe tăng bọc thép đấy. Nhưng mà các bạn đừng có lo, ngày hôm nay Thắng sẽ đi nâng cấp những cái khẩu đại bác của Thắng trở thành 9 sao, 10 sao. Wow. Nghe tiếng đại bác thôi là đã biết phá hủy mấy cái quả xe tăng bọc thép đấy rồi. Và đây là cái khẩu đại bác màu da cam của Thắng. Bây giờ nó chỉ có 05 tuổi thôi. Muốn nó mạnh hơn thì phải nâng cấp cho nó nhiều năm tuổi, nhiều sao. Đại bác của tôi là bắn ra bom tròn chứ không phải là bắn ra mấy cái hạt đạn như ngày hôm qua đâu. Bây giờ bom tròn đang ở level 1. Tuổi của nó cũng đang ở level 1. Mà bây giờ muốn nâng cấp thì phải làm gì? Làm gì? Có cần làm gì đâu. Phải có tiền. Mà muốn có tiền thì phải làm gì? Phải bắt đầu cái con đường này thôi. Uầy, ở trên đường là có cái chướng nghệ vật gì mà tôi bắn xong bắt đầu nó còn không vỡ ra, nó còn lòi ra một cái chướng nghệ vật nữa nè. Cánh cửa màu xanh là cây và bên cạnh là có con đường màu đỏ thì cánh cửa màu xanh ra trời nữa. Uầy, 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 uầy. Nhiều chướng nghệ vật thực sự luôn đấy. Nhưng mà tôi biết rồi, bắn chướng nghệ vật khi mà nó lổ tung ra là tôi sẽ có tiền, là Thắng sẽ có tiền. Nhưng mà lại còn màu tím này, xong mà các kiểu rất là nhiều màu luôn. Bắn, wow, nhìn cái kia mới bạn ơi. Ở cuối con đường là xe tăng, nhìn rất là ngầu luôn, khác hẳn cái quả xe tăng ngày hôm qua nha. Đúng là nhiều sao, nhìn nó đẳng cấp hẳn luôn. Bây giờ tôi có 136 tiền, tôi sẽ nâng cấp tuổi này, nâng cấp đạn đi. Tuổi thì bây giờ nâng cấp không bó được rồi, đạn của tôi đã level 3 rồi. Tôi sẽ nâng cấp tuổi nữa nè, thế là hết tiền luôn, không còn tiền để nâng cấp luôn. Bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè. Tôi sẽ thu thập thật là nhiều tiền. Tôi biết rồi, cái cánh cửa nó bị đá bao phủ này, bây giờ phải bắn hết đá thì tôi mới đi qua cái cánh cửa đó được. Wow, 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 ghê chưa? Wow. Bây giờ là cái đại bác của tôi là bắn ra ba lòng luôn nha. Bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè. Ui, 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 màu tím rồi, chuyển màu. Ui, 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 nhìn kìa mấy bạn ơi, đi vào kiểu như máy nghiền đá, thế là nó nghiền ra cho tôi bao nhiêu là tiền luôn kìa. Nhưng mà tôi muốn bắn cái quả xe tăng kia kìa. Wow, cái lòng pháo của nó to. Đây này, nhìn tới nhìn lui không có cái chỗ xem quảng cáo là mà người ta tăng tiền cho tôi để tôi nhanh nâng cấp. Được rồi, bây giờ tôi lại hết tiền. Wow, một bức tường. Ui, đạn đôi luôn nè. Bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn bắn nè, bắn nữa nè, bắn nữa nè, bắn nữa nè. Hay quá, màn này cộng rất là nhiều luôn nha. Rồi rồi rồi, đi sang bên này tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc nè. Bên này, bên này, bên này, bên này, bên này. Ui, 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 không thể làm mà phá hủy được cái cánh cửa kia mấy bạn ơi. Đá lúc bao dày đặc luôn. Cộng 255 tuổi. What? Ê, what? Rõ ràng là tôi đi vào cái cánh cổng 250 tuổi rồi. Nhưng mà cái khẩu pháo của tôi không được tăng tốc độ mà cũng không được tăng sức mạnh luôn này. Bây giờ nó mới có 88 tuổi. Đùa tôi à, đùa tôi à, đùa tôi, đùa tôi, đùa tôi, đùa tôi à. Hay là bao giờ tôi phải được 250 tuổi thì tôi mới ăn được cái cánh cửa đó nhở. Rồi bắn nào, bắn nào, bắn nữa nào, bắn nữa nào, bắn nữa nào. Thôi xong, tôi phải họ ở tại đây rồi. Ui, qua được luôn, qua được luôn. Nhưng mà họ ở đây là chính xác rồi. Có mỗi 290 đô thôi, lại nâng cấp cái hạt pháo vậy. Let's go. Bắn 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 bắn. Cho sang bên máy nghiền đá đi. Bắn bắn bên này, bên này, bên này, bên này, bên này. Wow, bên kia là lòng đôi kìa. Nhưng mà tôi chưa phá hủy được cái bức tường đó. Wow, mà tốt nhất là tôi sẽ không ăn tiền nữa, tôi sẽ chỉ ăn cái cánh cửa mà thôi. Bắn mấy cái này lên à. Uầy, đợi đợi đợi, bao giờ là cái cánh cửa ở dưới này nó sáng lên này thì người ta mới cộng tuổi cho tôi. Chứ còn bây giờ tôi chả ăn được cái cánh cửa nào cả, tôi chỉ ăn được mấy cánh cửa mà sáng sáng như thế này thôi. Bắn này, bắn này. Uầy, bắn 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 bắn. Sang bên kia, sang bên kia. Nó không sang cái bên máy nghiền đá. Uầy, súng của tôi cùi quá mà từ nãy đến giờ tôi chưa bắn tới cái chỗ xe tăng một lần nào luôn. Hay chắc là do tôi chưa biết cách chơi ta. Bây giờ còn không có đủ tiền mà nâng cấp nè. Ok luôn, đi qua cái cánh cửa này. Đi qua luôn nè. Bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè. Đây, 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 đây. Có thể chuyển cái cánh cửa. Ủa, bên này, bên này. Ui, 140, hay quá đê. Thấy chưa, mấy cái cánh cửa VIP này lên là mấy bạn đừng có tham tiền nha. Rồi, 192. Hay quá, hay quá. Wow, mấy bạn ơi nhìn nè, tôi đã đủ tuổi rồi này. Quá là ghê luôn. Ui, lòng ba luôn nha. Cái khẩu pháo chất chưa, đúng là khẩu pháo thời hiện đại có khác. Wow, bắn một lúc là được bao nhiêu tiền luôn. Ui, lăng nhăng kiểu này là tôi còn bắn đến cái quả xe tăng ở cuối cùng kia kìa. 25, cố lên, cố lên. Ui, có tiền đây này, có tiền, có tiền,
có tiền tôi ăn cả tiền luôn. Ồ, nhưng mà ăn cả tiền là tôi sẽ bị bắn lệch ra chỗ khác là to luôn. Ui, ui, thế này bao giờ tôi mới... Ui, bao giờ tôi mới bắn đến quả xe tăng cái đây? Ấy, khẩu đại bác của tôi VIP như thế này mà bắn chỉ được một lửa chặng đường thôi. Nghe có vẻ khéo là phải đợi sang năm tôi mới bắn được hạ gục cái quả xe tăng đầu kia kìa. Thôi, có nhiều tiền rồi, tôi sẽ nâng cấp tuổi của cái khẩu pháo này nha. Thêm... Uầy, bây giờ đang là khẩu pháo sắt luôn. Hết mất tiền rồi. Hết mất tiền thì tiếp tục lại đi chiến đấu. Lòng ba luôn nè, hay quá đi. Lòng ba. Uầy, cái cánh cửa này. Lên nào. Uầy, khẩu pháo của tôi bây giờ là nhìn khác rồi nha mấy bạn ơi. Sắt là sắt nhưng mà sắt xịn xò hơn nha. 80 mấy năm tuổi. Uầy, 100 quá là ghê luôn. Quá là ghê luôn. Tôi sẽ đi vào bên này. 250, 325 tuổi, quá là ghê luôn các bạn ơi. Ui, nhìn nè, đạn của tôi bây giờ là chuyển sang màu. Ui, tránh ra không là nó trừ mất 5 tuổi của tôi là toi luôn đó. Bây giờ là tôi sẽ chỉ bắn hàng 2 thôi. Tiền nhiều hay ít thì kệ luôn. Bắn hàng 2 thì sẽ lên được cái chỗ xe tăng kia. Còn nếu bắn hàng 3 tham là chắc không lên được đâu. Ê, chắc là phải mạnh hơn nữa. Tôi họ luôn ở đây rồi. Đây rồi, lại có 500 đô nữa nâng cấp luôn. Khẩu pháo của tôi mặc định là 75 năm tuổi. Đi vào đây. Bắn nè. Thêm nữa đi. Ui. Hôn, wow. Ghê gớm chưa? Mấy bạn nhìn xoay xò chưa? Mấy bạn nào mà chơi cái trò này giống tôi thì khoe cái khẩu pháo cho mấy bạn xem nào. Bây giờ là tôi sẽ đi qua cái cửa 250 năm tuổi này để xem nào. Ui, hình như là kịch mắc rồi sao ấy, không thể nâng cấp được nữa. Hay quá, đi qua. Wow, quá là kinh luôn. Gần 1.000 năm tuổi. Đó, 949 năm tuổi luôn nè. Hay quá, bây giờ kiểu gì chẳng bắn được cái quả xe tăng ở dưới kia. Nào vào đây, tôi sẽ ăn tiền nha. Lần này là tôi VIP rồi, tôi không thể bỏ qua cái chỗ nào cả. Tôi không cần phải nâng cấp cái khẩu pháo của tôi lên nhiều tuổi nữa. Giờ tôi chỉ muốn tiêu diệt cái quả xe tăng kia mà thôi. Bắn nè. Uầy, nhưng mà nghe có vẻ là hơi bị kịch rồi đấy. Chắc là tôi không đến cái quả xe tăng kia được đâu. Tôi sẽ họ ngay tại đây cho mờ xem nè. Biết ngay mò. Còn rất là dài luôn. Nhưng mà bắn được cái màn này thôi là thằng có tận 2456 tiền này. Bắn nè, uầy, lên sắt luôn. Uầy, lên vàng luôn nè. Bắn nữa. Uầy, nhưng mà lặng quá rồi, tôi không thể bắn được. Ê, chưa gì mà đã về tới đích rồi, thế này làm sao mà có tuổi được. Rồi, đi qua đây. Cộng 100 năm tuổi, ghê chưa. Mà cái khẩu đại bác này ấy, mấy cái hạt bom của nó là bắn không thể dài được. À, đây này, khi mà nâng cấp lên là cũng bắn dài theo nha. Bắn cái trứng ngại vật vàng này, ui không được. Ui, nó trừ mất tuổi của tôi rồi. Mấy bạn nhìn hộ tôi cái, tôi có bị hoa mắt không? Mà sao bây giờ tôi có rất là nhiều tiền luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 số luôn. Quả này nâng cấp còn phải đến mai luôn nha. Rõ ràng là tôi không làm gì, không xem được quảng cáo luôn. Tôi sẽ nâng cấp. Hóa ra là tiền ảo, người ta chôn tôi. Tại sao game mà cũng chôn tôi là sao? Đang mừng ơi là mừng, tự nhiên tụt dốc một bức tường bên này. Ui, chưa gì mà khởi đầu. Wow, mới khởi đầu tôi mà tôi đã có cái quả đại bác đẳng cấp như thế này rồi. Mày nè, tôi ăn được hết sạch tiền ở trên cái con đường này luôn. Ui, suýt. Ui, nhìn đây này, tôi sẽ cộng được 255 tuổi luôn. Ui, quá là ghê gớm luôn. Ui, nhìn này, cái quả xe tăng của tôi bây giờ nó chuyển sang quả xe tăng bọc thép màu xanh lá cây và 1271 tuổi luôn. Nhìn nè, không biết là bây giờ tôi có bắn được cái quả xe tăng to kia không. Nghe có vẻ là cái quả xe tăng to kia cũng giống cái quả xe tăng của tôi đó. Tôi bắn nè. Bây giờ tôi giải đạn từ bên trái sang bên phải, từ bên phải sang bên trái mà không lo cái gì luôn. Lại 300, ui, 350 luôn. Ui, nữa nè. Ui, chắc là tôi sẽ họ tại đây rồi. Một nữa. Ui, nhưng mà khoan đã, thắng nghi ngờ là cái game này người ta làm ra không cho chúng ta phá hủy cái quả xe tăng ở đầu kia. Bởi vì thắng nâng cấp cái khẩu đại bác lên level hơn 1.000 rồi mà mắc là hơn 1.000 hay là 2.000 ý, thì cũng không bao giờ phá hủy cái quả xe tăng đó.
không cả đi tới luôn mà phá hủy. Lân cấp lên level 10 này. Được rồi, bây giờ phá hủy cái bức tường để lấy cái lòng đạn ba này nha. Rồi đi qua cái cánh cửa màu xanh là cây này để tăng thêm tuổi cho cái khẩu đại bác của thắng. Rồi, bây giờ cái khẩu đại bác của thắng rất là mạnh rồi. Nó có thể bắn tất cả những chướng ngại vật. À, chướng ngại vật này là qua cái máy chém kia. Vừa có tiền mà lại vừa mở được cái cánh cửa tăng 250 tuổi đây này. Rồi, đi qua này là bây giờ cái khẩu pháo của thắng là hơn 700 tuổi rồi. Đi qua cái cánh cửa này nữa là bao nhiêu? 1.300 luôn. Ui, bây giờ ấy, đó rõ ràng là thắng đi qua cánh cửa đây rồi, nhưng mà người ta cũng không cộng thêm tuổi cho cái khẩu pháo của thắng. Nhưng mà không sao, kệ đi, khẩu pháo của thắng là VIP là được rồi. Bây giờ mạnh như thế này, bắn lia lịa luôn. Nhưng mà càng về cao là người ta làm chiến cái vật càng cao luôn, càng cứng luôn. Đầu kia là 300, rồi 400, 500, 600, 700, 900, 10.000. Thế này chơi phải cày bao giờ có thật là nhiều tiền. Rồi nâng cấp khẩu pháo lên tận 100.000 tuổi thì mới tới. Chắc là phải thực hiện cái thử thách 7 ngày chơi cái game này mất. Có bạn nào mà đã chơi cái trò này phá hủy được cái chiếc xe tăng màu da cam đó thì nhớ comment cho thắng biết nha. Còn bây giờ là sẽ kết thúc cái video tại đây và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video sau. Bye bye.